mình. À, trong những ngày cái ngày chống dịch dài đằng đẵng như thế này thì một trong những niềm vui vô cùng to lớn đó chính là được unbox đồ mới, và đây sẽ lại là một video unbox haul đồ mùa dịch. Nhưng mà cái video này nó sẽ trải khá là dài, có những cái món mà mình mua từ cái đợt đầu đợt dịch cơ và bây giờ muốn chia sẻ cho mọi người. Ví dụ như là cái góc bàn làm việc của mình, cái bàn làm việc, cái máy tính và cách mình trang trí cái chỗ làm việc để mà khi mà mình ở nhà thì có một cái góc để mà mình có thể work from home. Nào bắt đầu quay ngược thời gian nhé. Đáng lẽ là mình tính dành riêng cái video này là một cái video thiết kế không gian học tập, làm việc tại nhà, work from home cơ. Nhưng mà cuối cùng không đủ dài để mà thành một cái clip riêng, cho nên thôi mình cắt lại vào đây luôn. Sau quá trình tìm hiểu rất là nhiều các loại bàn làm việc thì cuối cùng mình đã chọn chiếc bàn màu trắng này, giá khoảng 350.000 là không có ghế nha mọi người. Vì màu trắng khá là hợp tông nhà mình, với lại kiểu dáng cũng thanh lịch. Lúc mà nhận hàng bưng lên trên lầu, tao nói là cột sống nó muốn gãy làm đôi luôn á, tại vì khá là nặng. Tuy nhiên cái công cuộc lắp ráp thì cũng đơn giản thôi. Sau khi đặt cái bàn vào á, nhìn lại thấy tức cái ông đi đường cái dây mạng, nhìn cái đống dây nhỡ khó chịu kinh khủng luôn ấy. À, còn đây là cái màn hình máy tính để kết nối với lại laptop của mình, cũng là Samsung luôn, tầm khoảng 3 triệu, Samsung chính hãng Lazada. Trang trí lúc đầu á thì tính làm kiểu aesthetic nhiều, tức là dán nhiều tranh ảnh lên tường á mọi người. Nhưng mà cuối cùng thì thôi, mình vẫn hướng về cái kiểu là thích đơn giản, cho nên là mình chỉ treo một cái bộ ghi chú với lại một cái chậu cây đơn giản thôi. Còn cái lúc này là máy bay đang giúp mình setup cái MacBook của mình để kết nối với lại cái màn hình máy tính. Nhưng mà nó không lên nguồn mọi người ạ. Thử mọi cách rồi nhưng mà bất lực. Nó nói cái tiếng gì đó, tức là cũng biết là nó có dấu hiệu sự sống thôi chứ không có lên được. Bóp nha. Ok, và mình đang ngồi trên cái bàn mà mình đã dày công xây dựng, xây lóc, tạo dựng. Dùng từ sao cho đúng ta. Ok, đây là cái bàn làm việc của mình đây mọi người. Bàn của mình, màn hình của mình, mình trang trí, túi của mình, tất cả là của mình. Và hôm nay thì ngoài cái việc là tạo những cái góc làm việc này thì cũng muốn giới thiệu cho mọi người một cái mà mình không thể thiếu dạo gần đây để cho cái công việc của mình trơn tru, để mà backup lưu trữ dữ liệu. Đây cũng là cái mà lưu trữ rất là nhiều những cái bí mật nghề nghiệp, những video mà chưa bao giờ mọi người được thấy trên kênh Châu Giang này hay là trên kênh Arsenal. Một cái ổ cứng hãy nhớ. Yes. Tại vì từ khi mà làm ở nhà thì thường mình sẽ quay bằng điện thoại để mà cho nhanh gọn, mỗi lần gửi file cũng tiện hơn. Nhưng mà với những cái video mà yêu cầu đòi hỏi chất lượng cao hơn, quay kỹ càng hơn thì mình sẽ quay bằng camera của mình. Và như vậy thì cái bộ nhớ nó cũng sẽ nhiều hơn, tiêu tốn nhiều hơn. Xong rồi mình là một người làm việc rất tùy hứng nữa mọi người. Mình nhiều khi mình quay cái video đó, mình nấu cái món ăn đó, mình ăn cái món đó, mình thấy cái đó dễ thương, cái đó hay quá, thế là mình quay. Xong rồi mình cũng chưa biết là mình sẽ bỏ cái đó vào video nào, thế là tự nhiên lại có một cái file dư ra. Thì thường mình và Vân sẽ để trong một cái file backup, tức là những cái xuồng mà chưa dùng đến. À, và đặc biệt nha, hồi trước khi mà mình hay đi du lịch á, thế là mỗi lần đi du lịch như vậy thì mình quay rất là nhiều content, nhiều video trong một clip. Và một cái thẻ nhớ thì đâu có chứa được hết đâu, thế là tụi mình luôn cần một cái ổ cứng như thế này. Trước thì mình dùng của Vân và bây giờ thì chuyển sang dùng của mình. Cái này là một cái ổ cứng của WD My Passport SSD, và dung lượng của em này lên đến 500GB, tốc độ đọc là 1050MB trên giây, tốc độ ghi là 1000MB trên giây. Nhỏ gọn, dễ mang đi, và mình nghĩ là bạn nào mà kiểu đi du lịch mà cuồng công việc á thì có thể có một cái em như thế này. Và khi mà tụi mình quay á thì khi mà lưu vào cái ổ cứng và chép ra cái máy để mà edit thì nó cũng trơn tru hơn và nhanh hơn. À, thêm một cái nữa, tranh thủ nhắc đến cái chuyện du lịch á, thì cái ổ này á, ngoài cái việc là thiết kế kim loại nó nhìn nó sang xịn mịn hơn á, thì còn có tác dụng là bảo vệ những cái dữ liệu bên trong này. Ví dụ như có rơi vỡ thì nó cũng kiểu chống sốc cho những cái dữ liệu của chúng ta. Và khi mà mua cái ổ cứng này thì mình được tặng thêm một cái bao da như thế này, cái đầu dây chuyển á mọi người. Nói chung có thêm mấy cái đầu chỉ nữa và gói lại thành một cái túi như thế này, mang đi đâu nó cũng nhỏ gọn rất là tiện. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm mà mình cứ nghĩ là nó về không kịp lúc mình quay video này đâu, nhưng mà hôm nay mình đã nhận được rồi. Đây cũng là cái mà rất là nhiều cái hot tiktoker, facebooker, instagrammer, nói chung là đang hot dạo gần đây. Tâm nước, cái này mình mua ở Lazybox. Tại vì những cái sản phẩm khác mình thấy thì có tầm 2 đến 3 chế độ thôi, nhưng mà cái của Halio có tầm 6 chế độ lận. Từ răng bình thường, răng nhạy cảm, răng niềng, rồi còn có cả massage dành cho nú nữa. Và mình nghĩ là chắc là nhiều như thế này thì nó sẽ ok la hơn. Nào unbox nhá. Đây là một cái hộp tăm nước của Halio. Trên đây là 6 chế độ. Chế độ thường, chế độ điểm, sung. Có một cái chế độ dành cho người niềng, một cái chế độ massage, một cái chế độ là kiểu nghĩ mà pause, tạm ngưng bắt đầu ấy. Và đây là cái hộp tăm nước của mình. Một cái hộp như thế này á là cái mà để mọi người có thể gọi là mang đi du lịch, nó được kiểu vệ sinh an toàn.
Cái hũ này là cái hũ để mà đựng nước, tầm khoảng tối đa là 260ml nè. Chắc là nó sẽ có như thế này, còn có các chế độ, xong rồi còn có cái mức độ nước phun ra nữa. Mình nghe nói là tăng nước nó rất là mặn, rất là hào hứng để lấy. Trong đây là các cái vòi. Và sau một hồi tìm hiểu trên cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng thì mình đã tìm hiểu ra được cái cách dùng của những cái đầu vòi này. Hai cái vòi này là nhìn bình thường nhất này, là dùng hàng ngày. Đấy, hai cái đầu vòi giống giống nhau này nè. Đấy là dành cho những người mà niềng răng để mà lấy những cái thức ăn ra khỏi cái kẽ của cái niềng đó mọi người. Cái này nè cũng có cái đầu chổi nhưng mà để dành cho những cái răng nào mà kiểu đã làm nha khoa, ví dụ như là trồng răng giả, implant này kia ấy. Đấy, đánh vào thì sẽ như thế này. Ôi, nhìn vui quá ha. Bây giờ đi thử ha. Rồi sau khi dùng thử xong mình ra đây để cho nó sáng, còn bên trong nhà tắm của mình nó hơi bị tối, chất lượng nó hơi bị kém, nhưng mà trời ơi phê lắm, cảm giác như được khai sáng, thêm một cái sự nâng cao trong cái việc mà chăm sóc răng miệng luôn mọi người. Lúc đầu mình cứ nghĩ là nó sẽ đau lắm và nó dễ gây chảy máu răng miệng, tại vì nướu của mình cũng khá là nhạy cảm ấy, nhưng mà mình thấy không, rất là ok luôn. Mình đã chọn cái nấc mạnh nhất nhưng mà nó cũng không hề bị quá là đau, và cái cảm giác nó làm sạch trong từng cái kẽ răng á, thật sự rất là đỉnh luôn. Nãy mình mới ăn sáng xong cái mình nghĩ là mình đã súc miệng làm sạch răng miệng vậy là tốt rồi, nhưng mà khi dùng tăng nước xong á, mọi người nhổ ra mình mới thấy là wow, có rất là nhiều những cái kiểu thức ăn thừa luôn ấy. Mình không thể quay cho mọi người được, quay lên cũng kỳ lắm. Nhưng mà đảm bảo luôn, sau khi ăn xong á, nếu mà làm vệ sinh răng miệng không cẩn thận thì nó rất là có nhiều đồ ăn thừa, cho nên là mọi người cần phải quan tâm đến cái việc là làm sạch răng miệng sau khi ăn xong nhé. Mình nghĩ là sau này đi làm á, mình cũng cần phải mang theo cái này đi hàng ngày, tại vì mình không thể ngờ là cái việc làm sạch răng miệng mình nó bao lâu nay nó tệ đến như vậy. Và đó là một cái lời khuyên của mình dành cho các bạn nào mà quan tâm đến việc làm vệ sinh răng miệng. Cái việc vệ sinh răng miệng tốt nó không chỉ giúp là loại bỏ những cái thức ăn thừa mà còn giúp giảm rất là nhiều những cái bệnh liên quan đến răng miệng như là viêm nướu, hôi miệng này kia vân vân và vân vân. Tất nhiên không phải là chỉ dùng tăng nước là hết hôi miệng được, tại vì có rất là nhiều các nguyên nhân dẫn đến hôi miệng, nhưng mà cái việc mà vệ sinh thật là sạch nó cũng rất là quan trọng để mà giảm đi cái tình trạng đó và giúp cho sức khỏe răng miệng của chúng ta được nâng cao hơn. Và mới dùng một đầu thôi mình đã cảm giác rất là phê rồi, chưa dùng những cái đầu khác nha. Và cái kiểu mà thiết kế của cái đầu vòi xịt này nè, nó cũng giúp dễ dàng lên lõi làm sạch nhiều gốc trong cái hàm răng của chúng ta nữa. Nói chung là tôi nói nhiều quá, mọi người nên thử cái này đi. Ok, quay trở lại và đây sẽ là một cái mà mình đã chờ rất là lâu. Trời ơi, rất là thích luôn. Mình đã mua một cái ống siêu tóc mới mọi người ạ. Và đây là một cái mà như đợt trước mà có vài video mình đã nói là mặc dù mình đã có máy pha cà phê rồi, nhưng mà nhìn những cái món đồ mà để pha cà phê ở trên những cái trang thương mại điện tử mình vẫn không thể kiềm lòng được. Bằng tất cả sự kiềm chế của mình thì mình đã mua một cái món mà cũng là để pha cà phê nhưng mà kiềm chế hơn một chút, nó sẽ có thêm nhiều công năng hơn. Đó là một cái ống đun siêu tóc cổ ngọc xinh lắm. Đây, mình mới mở ra được chừng này và mình nín lại để mà không có mở ra hết để mà chờ cái quay video này mọi người, chứ không là mình mở ra mình nấu 8 kiếp rồi. Trên mạng á, thì cái này nói là của Xiaomi nhưng mà mình cũng không chắc lắm, tại vì nó chữ không chẳng có chữ Xiaomi nào ở đây chứ. Cái hộp xinh nhỏ. Xinh ghê á. Đây, nó là UG. Tự nhiên hôm nay thấy bản thân xinh gái quá, thế là chụp vài tấm ảnh rồi quay lại mình. Ok, bây giờ sẽ mở ra. Tôi sẽ sử dụng, tại vì đây là đồ Trung Quốc, đồ nội địa Trung cho nên là toàn chữ Trung Quốc thôi. Một cái đếm nấu này, cái ghế này nè, mùi lâu quá cho nên là mấy cái office nó bắt đầu kiểu kéo kẹt đấy. Đây là cái ấm của mình. Xinh chưa? Theo ơi xinh ha? Rất là xinh luôn nè mọi người. Một cái ấm màu trắng đấy. Như mình nói đó, làm cái nhà theo kiểu tông vàng trắng cho nên là mua đồ nội thất đều phải rất là suy nghĩ đắn đo sao cho nó kiểu cùng tông màu á, không có đi lệch ra quá là nhiều. Nhưng mà cái bình này khá là nhỏ mọi người. Cũng đúng luôn, một cái bình mà để kiểu để chiết pha cà phê ấy, nặng quá thì nó cũng hơi khó. Đây, bên trên là một cái nắp như thế này. Sau cái bình này lên đây và khi nấu thì nó sẽ như thế này. Xin ạ. Giờ thì mình đang nấu trước một lần để tráng cái bình này, nấu xong rồi đổ cái nước này đi, xong rồi mới nấu nước lần thứ hai. Sau đó thì nấu thôi, đặt lên đây, ấn cái nút này, đèn sáng và chờ thôi. Ok, và trong lúc đó thì mình sẽ đi chuẩn bị cà phê nhé.
các bạn nào mà đã kiểu ghiền cà phê rồi chắc chắn là sẽ thích cái cảm giác mà chờ đợi để mà pha được cái ly cà phê ưng ý của mình, chờ những cái cà phê nó nhỏ giọt xuống, rồi khoảnh khắc mà đổ sữa vào ly cà phê á, trời ơi, đó khoảnh khắc mà kiểu nó vui vẻ nhất ngày. Nó không ngoa giống như là mình kiểu mỗi đêm á mình chỉ muốn đi ngủ để sáng ngày mai lại được uống cà phê thôi vậy á. Đây là cảm giác mà chỉ những đứa mà kiểu nghiện cà phê như tụi mình mới hiểu được. Và trời ơi, thật sự rất là ưng cái mình đó luôn. Mình nấu nó cũng khá là nhanh nữa. Mình sẽ để link tất cả những cái sản phẩm mà mình unbox và mình mua trong cái video này ở dưới phần mô tả, để bạn nào mà kiểu cũng có chung đam mê và sở thích thì có thể tìm hiểu và mua những cái sản phẩm này giống mình nhé. Ok. Ok, và đó lại là một video unbox nữa những cái sản phẩm mà mình mua trong cái đợt dịch vừa qua. Mình thấy những cái sản phẩm này đều khiến mình rất là wow ấy mọi người. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên subscribe cho kênh của mình nha. Bye bye.